chia sẻ. Không biết là các bạn có đoán được cái người Vinh sắp đón là ai không? Anh này, anh vừa bay từ Gia Lai về. Ok, lên xe. Hồng Duy, Tiến Linh, Tiến Linh, Tiến Linh, Tiến Linh, vẫn còn. Nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Đó cũng là một pha bóng rất hay khi chúng ta được xem lại. Chúng ta sẽ được theo dõi một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế của Quang Hải để đưa một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ. Anh không phải là cái người theo dõi thường xuyên về môn đá banh, nhưng mà anh tất nhiên là anh phải biết của em. Anh theo dõi từ những cái trận mà của em chơi quá tuyệt vời. Từ miền em tập trung nữa. Vậy hả? Dạ. Đây là chắc nó ngày nay là ngày rảnh nhiều á. Em tập trung Quy Nhơn. Quy Nhơn hả? Dạ. Em bị đội ở đội tuyển trung Quy Nhơn. Em anh không biết, nhưng mà anh hỏi thử em, ví dụ như là bây giờ cái năm vừa rồi là anh thấy kỹ thuật mọi người đồ tập luyện, anh nghe nói là cũng dữ lắm hả? Thì khi mà không thi đấu á, mình ở nhà thì mình phải tập thêm những cái kỹ năng, lại mấy cái thể lực các thứ mình duy trì á, để sau khi mà tới giải đấu lớn là mình có thể lực các thứ mình vào mình bắt nhịp mình chiến đấu luôn. Ừ. Anh á, là anh biết cái lúc hồi nhỏ á, là khi anh đi thi vẽ, em biết anh vẽ gì không? Anh vẽ một bức tranh là cái đội tuyển Việt Nam mình vô địch thế giới. Mình mơ thì nó hơi xa. Xa. Nhưng mà bây giờ anh vẫn rất là trông chờ đội tuyển mình nó vô trong cái giải World Cup. Vô đó thấy hạnh diện. Hạnh diện. Chỉ cần thấy tụi em đứng trong đó thôi là đúng. Đứng nghe nó hát quốc ca ở đó là hơi sướng. Việt Nam cho nó cần gì nào chung bay cho nó là ok. Nhưng mà năm nay em nhắm được không? Hiện tại thì đang có lợi thế lớn ở để bước vào vòng loại cuối cùng. À. Để mà trước mắt phải lọt vòng loại cuối cùng. Sau rồi xác nếu mà vòng loại cuối cùng thì mình xác định được những cái đối thủ tiếp theo. Thực ra là nó những đối thủ mà ở vòng loại cuối cùng nó cũng được dạng sừng sỏ cho quá. Mà mình cứ trước tiên là mình bước vào cái vòng loại cuối cùng là cũng là một lịch sử dành cho Việt Nam. Là mình phải cố gắng từng trận đấu. Ba trận đấu trước mắt mà đá ở sân Trung Lộc là cũng khó khăn. Thời tiết ở đó nó còn nóng cỡ như thế này, mình nóng hơn như thế này khi mà ở Sài Gòn. Nóng hơn ở Sài Gòn. Mà mình đá như là tại 20:45 ở bên đó giờ địa phương, còn 23:45 ở Việt Nam. Người xem thì người ta xem thì ra nó giờ nó hơi bị muộn. Em anh nghe đồn là em thân với Jack lắm hả? Không. Thân khi mà gặp nhau cũng ít lắm. Jack nó bị đá banh. Đá banh hay luôn. Vậy hả? Đá banh cực tốt luôn. Ủa vậy hả? Nhưng mà tuy là nghệ sĩ thì đa phần là sức khỏe nó không bằng cầu thủ, nhưng mà về kỹ thuật đó là kỹ năng các thứ là chắc hơi bị ok luôn. Vậy hả? Tốt. Bữa đã có một trận đấu từ thiện ở Thống Nhất á. Anh có biết cái trận đó. Đã chạy khỏe luôn. Ra sân 11 chạy khỏe. Em có giúp chắc hỗ trợ chắc về kỹ thuật nhiều không? Chỉ em không? Thực ra là mình ngồi ăn uống với nhau thì mình ngồi nói chuyện vậy thôi. Còn chưa sợ đề ra sân, chỉ sợ đề ra sân đúng cái ngày hôm đó, còn đó còn đâu là chưa sợ đề ra sân với nhau. Chưa đã đá với nhau bao giờ? Chưa đá với nhau bao giờ. Rồi có hát chung bao giờ chưa? Trời ơi, hát chung thì chắc càng không nữa quá. Sao vậy? Em chỉ nghe được Jack hát, nhưng không chắc em có bao giờ hát được đâu. Nhưng mà em có thuộc bài nào của Jack không? Thuộc thì rất nhiều, nhưng mà để hát thì chỉ như lúc đi hát karaoke á, muốn hát mà hát không được. Tại vì nhiều lúc mấy cái bài nhanh quá hay là giọng mình không tới. Bây giờ em hát một đoạn nhạc không nhạc thì nó lâu là em nhanh hay chậm được, thì em hát thử. Hồi nãy em mới nói với anh là chơi hết, thử hết lần. Để mà hát thì bao nhiêu từ xưa đến giờ nha, mà khi mà em đi cuộc vui nào mà có hát karaoke là lúc nào cũng giành mic, nhưng mà ai về cũng chê hết. Không sao, anh khen. Em hát dở coi là anh cũng khen. Cho anh lên tinh thần. Bây giờ miễn sao là
em chơi hết mình, em chơi hết mình, hát muốn hát gì hết, hát bài nhạc của bản thân đi. Bài gì? Sóng gió hả? Không, sóng gió không được, không theo được. Nếu mà chắc bài mới đây Đom Đóm á. Đom Đóm hay nghe nhất là bài Đom Đóm đó. Bài nào cũng được vô. Hát một câu, một đoạn thôi, một đoạn với điệp khúc rồi chứ nguyên đoạn chứ. Rồi, 2, 3. Xuân thì ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh, em nói em yêu anh mà, nói em thương anh mà, cớ sao ta lại hóa chia xa. Đóa phong lan lặng lẽ mơ mà, nàng dịu dàng từ đèn phố Vinh, đẹp chẳng ơi chẳng duyên khổ sinh. Đây là bạn thầy lần nhảy. Em hát dở khơi lợn cũng khen. Em hát dở khơi lợn cũng khen. Đây là bạn thầy lần nhảy. Nhưng mà hát không dở. Em có đứa em trong phòng mê anh lắm. Mê Tình Yêu Hoa Gió của anh này. Với bữa anh hát cái bài gì với cái chị Ngân Khánh ở cái chương trình gì ấy nhỉ? Hoa Đỏ Không Màu. Đó đó, ở chương trình gì em không nhớ tên. Và lắm bạn nha. Đúng rồi. Ok. Đó, cái đợt mà em nhớ là cái đợt đó hình như là đợt cái đội đang đá. Đội đá với Thái Lan, hình như là anh hát cái bài này nè. Xong rồi em thấy nguyên cái gia đình bảy nụ đánh trống gõ kèn. Đúng rồi. Em coi lại trên YouTube nè. Đúng rồi. Nát chưa? Ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phá sắc màu, rơi trước nhà bông sao lòng chợt buồn tênh. Tình chúng ta sao bây giờ tựa như là úa. Ngày hoa kia vẫn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành, cơn gió về cánh hoa tàn nặng thầm rụng rơi theo gió bay, để được ngắt keo về nơi này. Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ, nhớ một người mà anh luôn yêu, một tình yêu đã qua nhiều. Ước mong em được nơi ấy, ước mong em sẽ quên nơi đây, dù điều ấy quá đắng cay. Gió đông sang nỗi nhớ em ngút ngàn. Ok mà. Phải học thanh nhạc cái chứ. Cái này phải có đi ăn uống, phải có hơi xe xe vô hát cũng được. Thế thôi, đó, được mà, anh thấy hát được, ngon lành. Bây giờ cũng gần tới nơi rồi. Anh còn một cái trò chơi nhỏ nữa, thử thách nhỏ dành cho em. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, đó là anh sẽ đưa cho em coi một cái hình. Nó chỉ có một cái bộ phận trên mặt của cái người nghệ sĩ đó. Và em sẽ đoán đó là ai. Nghệ sĩ, được nha. Đúng không? Mà nếu mà em đoán đúng thì thôi. Đoán đúng thì thôi. Em đoán sai á, thì em sẽ tặng cho khán giả của chương trình một vài cái áo có chữ ký của em cũng được không? Chị nói quá đơn giản. Quá đơn giản đúng không? Coi như là giờ anh kiếm chuyện thôi, kiếm chuyện kiếm quà cho khán giả thôi. Chứ không gì chứ, anh nghĩ không làm khó được em. Bây giờ đó, cái hình đầu tiên nè. Hình nữ hả? Trời ơi, từ này suy nghĩ sao khó ta, hình như là chưa gặp bao giờ đó. Chưa gặp bao giờ. Hồi mình thấy vẻ hơi mờ nha. À, hình này thì hơi mờ. Mờ mới khó chứ rõ quá thì biết chứ. Hay giống nhìn con mắt giống. Thúy Ngân. Thúy Ngân hả? Nhìn con mắt cái giống lắm nha. Sai em ạ. Sai hả? Đây. Ai vậy anh? Đây là Lương Thùy Linh. Hoa hậu Lương Thùy Linh hả?
đó, người ta nổi tiếng vậy mà em một bộ một số bộ phận là hơi khó á. Yeah. Khó không? Không sao, nên mình cố gắng hình sau. Giờ hình sau nè. Lưu Thùy Linh nè. Giờ hình sau nè. Hình như đó, hình cái miệng. Hình như làm nhìn thấy nó dễ á. Khó hả? Mình biết cũng nhiều lắm mà sao lên có thử thách chắc là mình quên hết rồi đó. Anh gợi ý cho em nè. Đây là một, cũng là một hoa hậu luôn. Hoa hậu à? Đúng. Mà mới đây chắc luôn. Nhưng mà cái miệng này chỉ có một người thôi chứ. Đúng rồi, chỉ có một người nhưng mà em thấy cái này nó hiện đại nhất. Vậy hả? Kiểu là... Đồng Khánh Vân thì như cười tươi lắm. Cười kiểu như là bạn... Cái hàm dưới bạn... Thấy luôn cả hàm dưới cơ. Thấy luôn hàm dưới rồi, cười vậy à? Thấy luôn cái răng ở dưới này nè. Chưa có... Không, mình chỉ còn cách là mình đó. Khánh Vân này. Khánh Vân hả? Đúng rồi đó em. Đúng không? Khánh Vân không muốn cười. Thấy hết cái hàm cái này là... Đúng không? Phải Khánh Vân không? Khánh Vân. Đúng không? Nhưng mà em gợi ý là coi như em sai nha em. Em gợi ý cho em rồi. Rồi, em tiếp theo. À, từ đây cái này. Cái trán thôi. Trán như cái tóc mà. Không đi giống anh lắm nha. Nhưng anh có một lần để đây tóc này nè. Rồi xem lại. Đó, hình như là... Nè, Trương Hải Vinh nè. Đúng luôn á. Hay vậy trời. Không, em nhớ anh có một lần anh để cái tóc này mà. Ghê vậy. Rồi, anh đây. À, bạn của em luôn, Jack đó. Jack, yeah, đúng luôn em. Nhìn cái quả tóc là đóng trong MV đông đóng. Ờ, dữ luôn, thuộc luôn. Thuộc luôn. Bạn mình mà mình không thuộc là nó giận mình luôn. Giận luôn á. Ok. Nói chung là 2/4. Đúng không? Một nửa. Là coi như em tặng 2 cái áo thôi. Có 2 chữ ký. Được không? Quá đơn giản. Quá đơn giản luôn. Quá dễ. Ủa em, trong showbiz cái bạn celeb nào là cái mẫu phụ nữ mà em nghĩ là em có thiện cảm? À, phụ nữ hả? Chứ không lẽ em thiện cảm nam em. Để mà về tình cảm anh, hay là mình cảm thấy thích bạn đó hay như nào? Có nghĩa là gì nè, có nghĩa là anh theo anh hiểu á, cái người mà mình có thiện cảm thì nó sẽ dễ hơn. À. Đúng không? Thì ví dụ như là ai? Lan Ngọc. Tại vì thấy chị có vẻ hòa đồng với lại tính khí cũng hơi nhoi nữa. Nhoi. Chịu chơi rồi các thứ. Bởi vì là tính ra em là người vui tính chứ đâu phải là em là người trầm lắm đâu ha. Em không trầm, em trầm dịu nó trong cái đời tư mình không muốn bộc lộ ra nhiều thứ thôi chứ không phải là trầm về cái cá tính của mình. Còn đời tư là không muốn người ta biết nhiều đó là trầm về cái đó thôi. Chứ còn mà cuộc sống mà phải vui chứ anh. Lan Ngọc, một cái mẫu người kiểu lúc nào cũng đem lại cho mình niềm vui. Lúc nào cũng đem lấy cái năng lượng tràn đầy quá. Năng lượng đầy dài. Đúng, cái mẫu người đó thì anh nghĩ là sẽ rất nhiều người đàn ông thích. Mình đi làm mệt rồi mình về thấy quạo quạo lên. Mệt lắm, đúng không? Không, mà chị Lan Ngọc năng động mà. Anh biết Ngọc khi ở ngoài, Ngọc cũng vậy đó. Nói chung khi lên game show á, thật sự là tụi anh một phần cá tính tụi anh không có giấu được đâu. Nó cứ lòi ra chơi. Khi mình chơi á, cách cảm xúc thật nữa. Đúng rồi. Trong Hoa hậu gì, em thích Hoa hậu nào nhất? Xưa giờ nhưng mà xưa giờ thì em có cảm thấy thích nhất thì chắc có thể là Tiểu Vi à? Vậy là em thích một cô gái có gương mặt giống Tiểu Vi và không cá tính của Lan Ngọc đấy bạn. Nếu mà có người vậy thì em thấy thì hoàn. Ủa mà em nghĩ là Lan Ngọc cũng xinh mà. Lan Ngọc cũng xinh mà. À không, nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp là bây giờ ghép hai người trời vô. Trời ơi, chứ là hoàn hảo quá rồi. Hoàn hảo hả? Lan Ngọc cũng cùng ầu. Nếu mà so về tính cách mà tính cách là vui á, em vừa muối thì chắc em nghĩ chắc vẫn là Diệu Nhi. Diệu Nhi hả? Trời ơi. Bao nhiêu lần em coi các chương trình mà có Diệu Nhi là mỗi lần đó là em toàn phải đi cầm thêm cái khăn với lại ôm bụng nhiều. Vậy à? Cười rất quay hàm luôn. Rất quay hàm luôn. Vui lắm, nhìn cái cách kiểu như là
Đúng đợt sau nhập ngũ á. À. Xem có nhìn nhiều gì. Trời ơi. Vậy là em muốn một cái cô gái có một vóc dáng và gương mặt của Tiểu Vy và có một cái tính khùng bựa, vui giống như vậy nha. Đúng không? Cười hoài mệt không em? Mệt. Mệt nhưng mà mang lại năng lượng cho mình nhiều. Nhiều cái năng lượng tích cực. Khó à, hàng chi ế phải. Thế cái anh có vẻ giống em. Không. Giống nhau. Có không? Nhưng mà khi em có tuổi, bắt đầu có tuổi rồi thì em càng ngày em khó tính. À, tại vì cái độ nhận biết của mình nó nhạy lắm. Mình nhìn một người phụ nữ biết là thấy... nhiều người họ như thế nào á. Đúng, mình nhìn cái mình đoán mình được liền thì... Mình thấy toàn cái tính xấu của người ta không à. Giống như bây giờ mà để em chưa còn trẻ chưa biết nhiều. Bây giờ mình nhìn cái mình thích á, là mình yêu luôn á. À. Nó dễ. À. Ví dụ như giờ em gặp đúng người em muốn cưới luôn. Nếu cảm thấy có, nếu có nợ. Nhưng mà để bây giờ mà em chưa đến nghĩ đến chuyện yêu nó, chưa nói chuyện đến chuyện cưới nha. Sao vậy? Em muốn người từ sao hiện tại đến bây giờ mà chưa nghĩ đến chuyện yêu luôn. Mà để em suy nghĩ rất nhiều luôn. Cái nỗi tóc bạc luôn. Chỉ? Tóc bạc hai bên luôn. Chỉ mà nghĩ chuyện yêu mà tóc bạc. Các bạn ơi, không biết là các bạn thấy hôm nay Vinh hỏi vậy có đủ cho các bạn thỏa mãn về Tiến Linh hay chưa? Chúng ta hãy cùng chờ xem những cái trận đấu sắp tới Tiến Linh sẽ thể hiện như thế nào, những bàn thắng tuyệt vời anh ấy sẽ tặng chúng ta ha. Và nếu như các bạn muốn Vinh mời thêm bất cứ một nghệ sĩ nào hay là một cầu thủ nào thì hãy comment phía dưới và đừng quên subscribe kênh và bật chuông lên nha. Ok, đã tới rồi. Thank you Tiến Linh rất là nhiều. Hôm nay rất là vui khi được gặp em, được trò chuyện với em. Và anh thấy em rất là nhiệt tình. Anh hy vọng là anh em mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau ở những cái chỗ nó vui hơn. Thoải mái hơn, anh sẽ cáp kèm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng mình có nói gì với khán giả? Hy vọng là mọi người sẽ đăng ký kênh và theo dõi anh Vinh cùng gặp cùng rất nhiều nghệ sĩ khác và các cầu thủ khác. Và hy vọng sẽ được gặp lại tất cả mọi người trong dịp tiếp theo. Dễ thương à, nói chuyện ở bà cũng bắt cỡ rồi. Ok, hãy nhớ theo dõi chương trình. Ok, lên xe. Ok, như đã hứa, Linh đã có áo để tặng cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta ký tượng trưng một cái thôi. Sẽ có hai cái nha các bạn ơi. Thể lệ như sau, các bạn hãy share đường link của tập này và tag 5 người bạn. Sau 24 tiếng, hai người được cao nhất sẽ được tặng hai chiếc áo. Ok. Thôi, Linh ký cái... Đây. Ok. Đây tên mình sao luôn. Quên sao. Rồi. Rồi, quá ngon lành luôn, đồ mới luôn nha. Ok, và bây giờ là thử thách. Đây, qua đây, qua đây. Rồi, em tới đây. Anh coi em đá trên TV nhiều rồi. Chưa có dịp nào mà anh coi em ở bên ngoài hết trơn á. Lần này anh muốn tận mắt chứng kiến. Bây giờ như vậy, em thấy ba cây màu cam đó không? Ba cây banh, ba phát mà em sút được là đụng rớt hết ba cái đó. Anh sẽ tặng em một món quà rất là lớn. Đây, đó là món quà. Cái váy. Quà là váy. Nếu như mà em đá được hết ba cái, anh sẽ mặc cái váy này, anh nhảy một vũ điệu TikTok. Ê. Tình giống như sóng biển to ngoài đại dương xanh. Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương. Anh sẽ có vài hạt mưa hay sấm chớp còn vương ngang. Nếu như em đá trật một trong ba cái, em sẽ là người mặc TikTok. Dám chơi không? Chơi luôn, mà mới đi chơi mà chơi hết mình. Ok, rồi, mời. Yeah, thiệt hay dở vậy? Rồi,
lần này không có hơn được đâu nha. Bây giờ nha, không có hơn được như hai cái hồi nãy đâu nha. Anh nói với em là sẽ chặt vào mặt cái này vô nha. Vô. Ok, chúc mừng người anh em đã xuất sắc được hai trái, nhưng mà chúng tôi yêu cầu tới ba trái. Và đây là món quà của chương trình. Mặc vô luôn hả? Ra đây. Em muốn chấp nhận thử thách hay không? Em muốn chấp nhận thử thách của OK Lên Xe hay không? Hôm nay tôi Nguyễn Tiến Linh chấp nhận thử thách của OK Lên Xe. Vô. Em như sông biển ta hồi lại dương xanh. Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại. Ai quá sợ lòng à. Tình giống như sông biển ta hồi lại dương xanh. Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại. Thương anh sẽ có bài bài thương hay sắm chồng trong mặt quá.